Trần Đại Gia. Ông Trần là người thông minh tài giỏi, tướng mạo tuấn tú, con nhà phú quý, tính tình phóng khoáng, ăn nói rất có duyên, thu hút. Lúc ông làm việc, người ta cả tháng mới bán được một hai sản phẩm, còn ông thì hàng ngày có thể bán tới 7-8 bộ sản phẩm. Ông rất có tài chào hàng là bậc kỳ tài trong giới kinh doanh. Thế nhưng ông lại có một tật xấu là rất ưa chuyện mây mưa trăng gió, thường tìm kỹ nữ mua vui. Ông kể đã truy hoang với rất nhiều cô. Tôi là đồng nghiệp, thường cố gắng thuyết Phật Pháp khuyên can ông. Tôi nói, người có phúc lộc nhiều mà đắm mình vào bao gái, ăn chơi sẽ làm suy phúc, còn người có phúc lộc mỏng ắt sẽ bị giảm thọ. Nhờ làm việc chung, ông cũng chịu nghe lời tôi khuyên nên đối với nữ sắc có lưu tâm kiềm chế. Sau này ông dời đến nơi khác, cùng bạn bè hùng hạp mở tiệm, giao du toàn những người hiếu sắc, ăn chơi nên chẳng bao lâu lại đắm chìm trong sa đọa phóng túng. Ông còn khoe là bạn bè luôn khuyên nên phá đời các thiếu nữ để tăng thêm may mắn. Do vậy mà các bé gái mới 12-13 tuổi đã bị ông và đám bạn nhiễm nặng thuyết tàn nhẫn bất lương này xâm hại. Tôi nghe xong rất buồn, dội khuyên ông dừng lại và giải thích rằng hành vi này không phải là việc xả xuôi giúp phát tài hay tăng đại may mắn, mà chỉ càng quỷ hoại phúc lộc quyền và khiến bản thân ông đoản thọ, tuyệt đối chẳng nên tin theo tà thuyết này. Nhưng ông vẫn cuồng tính không nghe, hâm hở bỏ tiền ra phá đời các thiếu nữ. Sau đó khoảng chừng 2-3 tháng, ông lái xe hơi mui trần đi ngao du cùng bạn tình thì bỗng bị xe tông, khiến ông văng lên cao mười mấy mét rồi té xuống não dập nát bét chết thảm đến kinh hồn phụng tây ngô những điềm mộng báo trước lời tác giả xin giải thích đây là chuyện kể về những giấc mộng báo trước nạn tai xảy ra trên thế gian do một pháp hữu của tôi nằm thấy rất có giá trị và đáng để chúng ta tham khảo vì có ý nghĩa rất lớn đối với việc phiến hóa thế nhân. Xin hãy đọc và rút ra những tinh hoa để sống tốt, cũng như phổ biến những điều hay này. Nguyện mọi người đều tin sâu nhân quả, siêng năng đoạn ác tu thiện. Tất cả đại nạn phát sinh trên đời đều do ác nghiệp chung của mọi người tạo trong quá khứ đã chín mùi mà chiêu cảm nên. Nếu như ngay đây, mỗi người tự biết phản tỉnh sám hối, đoạn ác tu thiện thì có thể chuyển cộng nghiệp thành biệt nghiệp, khiến ác báo trong quá khứ chẳng có thể trổ mà không thọ ác quả. Quan trọng là ta không được tái phạm lỗi cũ, không tiếp tục tạo ác nữa. Chúng ta hãy phát nguyện từ phút giây này về sau. Thệ đổi mới bản thân, làm lại từ đầu, chân thành sám hối, bỏ xấu khuôn tốt, dứt sát ăn chay phóng sinh, rộng hành thiện nghiệp, nghiêm giữ năm giới, tự nhiên, đời sống sẽ cát tường, bình an. Nguyện mọi người nỗ lực tu sửa bản thân trong sáng, để cuộc sống luôn rạng trở hạnh phúc. Đây không phải là bài văn của đương sự, tôi chỉ là người viết thay, sau khi được thuật giả kể ra câu chuyện, và ủy thác nhờ phổ biến dùm. Bây giờ, Mời bạn đọc, nghe câu chuyện kể của người trong cuộc. Hiểu rõ, chân tướng địa chấn Nhiều năm nay nước tôi thường xảy ra tai nạn, đặc biệt là mấy năm gần đây. Vấn Châu liên tục bị đại chấn, Ngọc Thụ cũng bị địa chấn. Lục lội gián toàn quốc, khí hậu lạnh nóng thất thường, tai nạn liên biên mấy ngày trước nhã an lô sơn phát sinh địa chấn việc này đã khiến tôi đứng ngồi không yên tôi nghĩ mình cần phải đem những điều đã thấy trong mộng phổ biến ra cũng là để báo đáp đại ân của bồ tát quán thế âm chắc chắn sẽ có nhiều người phản cảm với những điều kể trong mộng sẽ cho đây là lời hoang đường vô căn cứ cho dù quý vị khinh rẻ xem thường những gì tôi kể ra đối với tôi cũng không hề chi tôi chỉ hy vọng chỉ cần trong số độc giả có được ít người chịu hồi tâm hướng thiện như vậy là thỏa mãn lắm rồi trung tâm của vũ trụ vốn là tình thương là lòng đại bi có lòng yêu thương nhân ái con người và vạn vật mới sống với nhau thuận thảo hài hòa nghĩa là ta không làm gì xâm phạm môi trường thiên nhiên mà luôn trân trọng bảo vệ từng cọng cây ngọn cỏ từng sinh mạng của người và vật nếu mọi loài sống hài hòa như vậy, thiên hạ sẽ thái bình. Phật Pháp giảng Vạn Pháp dai không chi, có nhân quả bất không. Tận hư không khắp Pháp giới, vốn là đồng thể, đều là anh chị em. Đối với núi sông đại địa, khoáng sản và động thực vật, chúng ta phải có lòng trân quý, ái tiếc, nếu làm tổn thương, chúng ta sẽ nhận quả báo dồi ngược. Đây chính là luật nhân quả căn bản của vũ trụ là thế giới quan vô hạn lượng. Bây giờ chúng ta phải động não, chịu khó tư duy, để nhận chân vấn đề cho thấu đáo. Vì sao nhân loại đối với thiên nhiên không ngừng phá hoại, chiếm đoạt, và luôn gặp phải bão lũ cuồng phong, do thiên nhiên đáp trả lại? Trong tạng truyện Phật giáo, có một cuốn tên là Mộng Du Già. Trong đây liệt kê có ba loại mộng. Loại một là thường dân hay nói, ngày nghỉ làm sao, đêm chim bao như vậy. Cho nên, các giấc mộng này hoàn toàn không có ý nghĩa, không rõ ràng, và không logic. Loại 2 Do nghiệp lực tạo trong quá khứ hiển thị khoa mộng, chẳng hạn như, đương sự thường mộng, thấy bị người truy sát, vân vân. Loại 3 Do công phu tu hành đạt đến cảnh giới cao, tâm định phát dụng hoặc được thần linh báo mộng. Mộng này cần hồi đủ ba điều kiện. Một, có trí huệ bẩm sinh, tức là trí huệ do nhiều đời tu hành tích lũy. Hai, có công phu thiền định tương đối cao, ra khỏi bùn nhơ và bất diễn, chính là thiền tối cao. Ba, do phúc báo hành thiện nhiều đời tích lũy thành. Loại mộng thứ ba luôn thấy rất rõ ràng giống hệt như đang xảy ra ban ngày vậy. Phật giáo gọi mộng này là thanh minh mộng cảnh. Đây là linh mộng, thường xuất hiện sau ba bốn giờ sáng. Mộng này liên quan đến chân tướng vũ trụ nhân sinh. Các vấn đề này trong cuốn Đại Đức Đích Tương quan Luận Thuật có giảng giải rất cụ thể và tỉ mỉ. Trước khi từ thuộc các giấc mộng dự báo địa chấn, tôi nghĩ mình nên nói một chút về chuyện động vật. Hay đến báo mộng, thỉnh cầu phóng sinh, đây là cảnh mà vài pháp hữu của tôi cũng thường thấy. Hàng năm, cứ bắt đầu vào xuân, là lời rắn thường đến báo mộng cho tôi, xin tôi hãy đi phóng sinh chúng. Nhưng năm ngoái, chúng báo mộng vào cuối năm, còn báo mộng cho chồng tôi nữa. Có lúc, chúng báo mộng cho tôi liên tục suốt ba đêm liền, xin tôi hãy phóng sinh con chúng trước rồi sau đó mới thả chúng. Cuối cùng, chúng còn nói, nếu tôi phóng sinh chúng rồi, chúng sẽ rất tri ân. Còn nếu như không thả, tâm báo oán của rắn rất mạnh. Xem ra động vật cũng rất yêu con mình, dù là độc xa. Song những con rắn này, lúc sinh thời có một số, đã từng là người tu hành, cho nên rắn rất có linh tính. chỉ vì tâm sân quá nặng cho nên bị đọa lạc làm rắn chính tâm sân cực mạnh đã sản sinh ra độc độc rắn cũng có một số là tiểu long hóa hình là loài rồng nhỏ này vẫn có khả năng khuấy động địa cầu gây ra tai nạn chúng có thể trở thành lông thần hộ pháp đắc lực cho người tu nếu chúng phát tâm quý y phật tình nguyện hộ vệ tam bảo các động vật khác cũng thường báo mộng cho tôi kêu tôi hãy cứu chúng thường thì con vật báo mộng ngày thứ nhất là hôm sau ở ngoài đời thực tôi sẽ gặp chúng trễ lắm thì ngày thứ ba cũng gặp loài động vật này tình cảnh giống hệt trong mộng một lần nọ có hai đội thiền nguyện đi phóng sinh một đội thả cá chép và một đội thả ba ba tôi không tính đi nhưng có chuẩn bị chút tiền gửi cho đội phóng sinh ba ba trong tâm, chỉ có ý tưởng vậy thôi. Nào ngờ tối hôm đó, bà bà báo mộng, kêu tôi hãy đi thả chúng, còn dặn tôi ngồi xe xuống trạm nào nữa. Trong mộng còn thấy rõ cảnh đội trưởng thả cá chép đang nói chuyện với người khác, bên cạnh còn có xe tải lớn. Bà bà còn dặn tôi phải dùng tay che mặt lại, đừng để cho trưởng đoàn thấy tôi. Chúng bảo cô thả chúng con sẽ được phúc các con của cô rất ngoan dễ dạy và tình cảm hai vợ chồng cô sẽ rất đầm ấm các động vật trong mộng còn kể cho tôi nghe chúng chết làm sao hồi làm người đã tạo ác nghiệp gì luôn nói là chúng sẽ rất mang ơn khi được phóng sinh mà thực vậy loài vật rất có tâm biết ơn tôi từng phóng sinh hồ ly vậy mà ba lần trong mộng chúng đã đến thăm tôi, bày tỏ niềm trân quý, thân thiết, thậm chí còn báo trước cho tôi, tôi biết rất nhiều việc sắp xảy ra. Chúng có thể biết trước tương lai sẽ phát sinh tai nạn nào. Chẳng hạn như cuối tháng 6 năm ngoái, Hồ Ly đã báo mộng cho tôi, nói là tháng 7 sẽ có đại tai nạn. Kết quả, ngày 21 tháng 7, Bắc Kinh phát sinh lục lội khủng khiếp. Còn như trước khi Nhật Bản xảy ra đại địa chấn và sóng thần, thì loài cua đã báo trước cho tôi. Trong mộng, tôi thấy chúng lộ vẻ kinh hoàng lúng túng, từ đáy đại dương ngoi lên bảo tôi. Ngày thế giới diệt vong đến rồi. Hôm sau, tôi kể cho chồng nghe là sẽ có địa chấn và sóng thần. Kết quả ba ngày sau, phát sinh địa chấn tại Nhật Bản. Những động vật báo mộng này rất có linh tính, chúng biết rất nhiều về chân tướng sự thật của vũ trụ không như con người chúng ta, vẫn tưởng và cho là động vật, là ngu si, không có lý trí. Tôi đã 11 lần mộng thấy ngày thế giới mà, bắt đầu từ cơn địa chấn tại Vấn Châu. hoàn nạn này là do chúng ta sát sinh quá nhiều mà chiêu cảm nên. Có nghĩa là, từ cơn địa chấn Vấn Châu đã khởi sự cho thấy, thời kỳ thế giới mạc. Nhưng, nói tận thế hay thế giới diệt vong không phải là địa cầu sẽ nổ, sẽ bị hủy diệt, hay nhân loại chết sạch hết, mà có nghĩa là tai nạn sẽ xảy ra rất nhiều, rất khủng khiếp. Tần thế là dứt kiếp của người ác, có nghĩa đây là thời điểm trả báo, đến lúc diệt vong chung, của kẻ tạo nhiều lỗi, khi quả đã chín mùi thì báo tới. Tai nạn chung chính là cộng nghiệp khiến người ta đồng thò báo chung trong mộng còn nói rõ. Thế nhân đều biết, năm 2012 là bắt đầu thời thế giới mạc. Nhưng con người vẫn có thể sửa đổi, chuyển hóa bằng thiện nghiệp. Song nếu như chúng ta vẫn sát sinh không ngừng, tùy tiện, tạo đủ nghiệp ác, thì sẽ rơi vào ngày mà trên thế giới này. Đây là kết quả của việc sống làm lỗi mà nhân loại phải tự gánh. Những năm gần đây tai nạn xảy ra liên miên bất đoạn bao gồm địa chứng đang xảy ra đương thời đặc biệt là loài thủy tộc biết trước rất rõ cách đây không lâu khá chạch đã báo mộng cho tôi nói do nhân loại ăn thịt thủy tộc và động vật rất nhiều tất nhiên để rửa hận chúng sẽ gây nên một trận ôn dịch báo oán khiến những kẻ sát hại chúng bị mạng vong trong mộng, chúng còn cảnh báo rằng, lãng phí một chén cơm, sẽ bị đói, và giảm thọ một ngày, giết một con gà, vân vân, sẽ giảm thọ một năm. Báo mộng, Nhã An Lô Sơn bị địa chấn Trước khi Lô Sơn bị địa chấn chừng hai ba tháng, một buổi tối, tôi có mộng thấy cảnh địa chấn dừng mơ hồ, nên không nghĩ là nó sẽ xảy ra nghiêm trọng đến như vậy. Vào đêm Lô Sơn địa trứng trong bọng cảnh báo rằng, nạn này là do rắn, một loài rồng nhỏ báo thù. Bởi vì, chúng ta ăn con cái thần dân của chúng quá nhiều, tâm oán hận của loài lông xà rất mãnh liệt, cho nên, chúng sẽ báo thù rất mạnh. Ở Tứ Xuyên, do con người sát sinh quá dữ, nên tai kiếp khó tránh, vì vậy mà cả hai lần địa chấn đều xảy ra ở Tứ Xuyên. Trong mộng còn nhắc nhở mọi người năm nay phải nên phóng sanh thật nhiều rắn, hơn nữa phải thường đi chùa, tu thân tạo đức mới có thể tránh được tai nạn sau này. Nhưng nếu như con người cứ tiếp tục sát sinh, sau này thiên tai hoạn nạn sẽ đầy rẫy, rất khủng khiếp, và người ác sẽ diệt vong trước nhất. Phỉ bán Phật pháp phải sám hối. Hủy bán Phật pháp, nhất là pháp đại thừa, quả báo rất nặng. Trong kinh, Phật Thuyết Diệu Pháp quyết định nghiệp chướng có ghi. Nếu chúng sinh nghe Thuyết Đại Thừa, tâm không vui sinh hủy bán, nên biết, đó là quyến thuộc của tà ma. Do khởi tâm hủy bán kinh điển Đại Thừa, chết xong, sẽ đọa A Tỳ, chịu vô lượng khổ. Sau đó, sinh vào loài ngạ quỷ ăn lửa, ăn phân, đàm, giải, chịu khổ vô lượng kiếp xong, thì sinh làm người phong cùi bị mù điếc câm ngọng các căn không đủ những chúng sinh này trải qua vô lượng kiếp sinh tử cuối cùng mới được gặp phật thờ phụng cúng dường vì vậy khi nghe phật thuyết kinh đại thừa nên giữ tâm trong sạch không tạp niệm tiểu quách là một sinh viên cao lớn anh tuấn vừa tốt nghiệp đại học xong đang chuẩn bị sang mỹ du học nhưng anh mắc một tâm bệnh rất khó trị vì vậy đã tìm đến tôi nhờ giúp đỡ vừa gặp mặt nhau tiểu quách lộ vẻ thống khổ bày tỏ <laughs> trời ơi tôi phạm phải lỗi rất lớn tôi biết là mình không đúng nhưng chẳng tài nào khống chế được phải làm sao đây nghe vậy tôi liền hỏi lỗi gì nặng nề lại biết rõ sai trái mà không khống chế được là ghiền ma túy hay tà dâm? Tiểu Quách đáp Không phải mấy thứ đó, còn nghiêm trọng hơn nữa kìa. Tôi học Phật mấy năm nay, hiện tại có thể ăn chay, tụng kinh, phóng sinh, nhưng lại mắc phải một bệnh rất lớn. Là mỗi khi tôi xem kinh, thấy trong đó ghi, phải cung kính tam bảo, Phật Pháp tăng, chẳng nên cuồng giọng phỉ bán, nếu không sẽ bị quả báo là tôi liền khởi tâm hoài nghi chẳng tin. Có lúc, còn cố tình phỉ bán Phật Pháp, để xem thật có quả báo chi chăng. Một lần nọ, tôi thấy trong kinh lăng nghiêm viết, ông tu tam muội nhằm xuất trần lao. Tâm sát chẳng trừ, trần không thể xuất. Cho dù ông đa trí, thiền định hiện tiền, nếu chẳng dứt xác ắt đọa thần đạo. Khi xem xong đoạn này rồi, tôi liền sinh tâm nghi. Còn nãy ấy sai người nhà, đi mua cá về giết ăn để xem có quả báo gì chăng do vậy mà tôi phá giới sát sinh sau đó rất hối hận biết mình làm thế là không đúng nhưng không hiểu tại sao chẳng tự khống chế được anh đã nhận ra đó là lỗi biết mình làm không đúng thì phải phát tâm sám hối tuy tôi biết là không đúng nhưng lắm lúc vẫn muốn moi móc kiếm tìm các điểm trong kinh phật để phỉ bán Tôi tự biết như vậy là có lỗi Nhưng lại không thể sửa Điều này khiến tôi rất sợ Phải làm sao đây Nhìn tiểu khoách ương bướng cứng cỏi như khói đá Tôi nghĩ chỉ có thể dùng pháp kim cương Để đánh tan tính ngông cuồng này thôi Tôi bèn làm mặt nghiêm Đanh thép nói Anh có biết phạm tội Bán Phật bán Pháp Là phải đọa vô gián địa ngục hay không hả Nếu anh không phát tâm tha thiết sám hối là tự làm uổng phí đời mình, bởi vì tội ấy mà phải đọa địa ngục. Thật ra trong tiền kiếp của anh đã mấy đời tu hành, tọa thiền khổ hạnh, nhưng lại có trí kiến bất chánh, y như năm mươi loại ma ngũ ấm trong kinh lăng nghiêm Phật từng mô tả. Do trong lúc thiền định, anh thấy đủ cảnh giới lạ như gặp Phật, thấy cuộc quốc độ chư Phật, các hào quang Phật, dân dân. Anh liền tự cho mình đã chứng thánh đã khai ngộ, rồi khởi tâm ngã mạn, cống cao, kiêu căng đến cực độ. Phật từng cảnh báo, nếu thấy cảnh lạ, không mê đắm, chấp trước thì đó là điều tốt, còn nếu tự cho chứng thánh tất lạc vào đường tà. Do vậy mà anh bị ma thừa cơ nhập dựa, suối làm sai trái, để anh đọa thẳng vào quỷ đạo. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, đời này nhờ thiện duyên chính mùi nên anh có phúc được mang thân nam tử tướng mạo khôi ngô được tiếp xúc phật pháp nhưng nếu anh chẳng biết nắm bắt dịp may tranh thủ tu hành lo phá trừ tà kiến ngã chấp thì là uổng phí hết duyên lành kiệu quách có vẻ kinh hoảng hỏi vậy tôi phải làm sao khi trở về anh cần phải đem những kinh phật mình từng phỉ bán cung kính đặt trên phật đường hoặc nơi khiết tịnh rồi quỳ xuống thành tâm sám hối các tội ác, bán Phật bán Pháp đã qua, và phát thệ không tái phạm nữa, xong anh thành tâm lễ bái sám hối, ngày ngày, đều phải làm như vậy, cho đến khi tâm anh thật sự thanh tịnh, không còn chút ý niệm phỉ bán. Anh phải xem kinh lăng nghiêm, học thuộc lòng 50 loại ngũ ấm ma để phân biệt cho rõ. Và phải tụng thuộc chú lăng nghiêm hồi hướng cầu Phật lực gia trì mình có đủ chánh tri chánh kiến, tâm bồ đề kiên định bất thoái. Anh có làm được hay không? Làm được. Làm được. Tôi biết rồi. Cuối cùng, tôi cũng tìm được phương thuốc nhổ tận gốc căn bệnh bất trị này. Thế thì may quá, bệnh tôi có hy vọng khỏi rồi. Nhìn tiểu khoách tỏ vẻ an năng và mừng rỡ, tôi thành tâm cầu cho anh sớm thành đệ tử chân chánh của Phật. Ngày sau đóng góp một phần công sức Hoàn pháp cho Phật giáo Cố gắng nha, Tiểu Ách Giải thích Trong Kinh Niết Bàn Phật Hai Thị Ca Diếp Trên thế gian này có ba loại bệnh nan y Mà người ta hay mắc phải Một Phỉ bán Kinh Đại Thừa Hai Tạo tội ngũ nghịch Ba Nhất diễn đề Đoàn hạt giống Phật đây là ba loại bệnh cực nặng, chỉ như bậc thinh văn duyên giác mới có khả năng trị. Tiểu quách biết tội của mình, nhưng không thể khống chế, phải cầu thiện tri thức nhờ giúp đỡ. Khi được chỉ bày cho rồi, mới sáng tỏ nhân quả, quyết định nhiếp tâm, sám hối diệt tội. Đáng sợ nhất, chính là những vị thầy xưng cao nhân, tuy mặc áo Phật, nhưng lại ở trên đài cao giữa đông thính chúng ngang nhiên phỉ bán Phật Pháp. Bản thân đã không tuân giữ quy củ Phật môn, lại chẳng dạy đệ tử giữ giới, còn hướng dẫn sai, khiến nhiều người lạc tà, Thực đáng buồn, đáng tiếc biết bao. Thế nhưng nhất định phải thâm nhập kinh tạng, học kỹ bốn điều răng dạy minh bạch về tánh thanh tịnh trong kinh năng nghiêm để phân biệt rõ chánh tà không lạc vào nẻo sai quả báo tà hạnh hiện nay y học đã chứng minh hành vi tà dâm sẽ dẫn đến nhiều bệnh như gian mai bệnh lậu sida vân vân còn phật pháp nhìn từ góc độ luân hồi trong lục đạo đã cảnh báo chúng ta rằng hành vi tà dâm chiêu ác báo không chỉ đời đầy, mà còn kéo dài đến nhiều kiếp sau trong một buổi họp mặt các bạn đạo có đôi vợ chồng trẻ dẫn một bé gái khoảng hai tuổi đến cầu xin mọi người giúp đỡ. Cha mẹ bé khóc lóc kể lễ, con gái mình bất hạnh như thế nào. Nguyên bé gái này chỉ mới có hai tuổi, nhưng bị chứng bệnh ung bú ác tính nan y. nghiêm trọng hơn nữa là ung bú mọc rất to ngay tại âm đạo. Song thân của bé như bị sét đánh vào đầu, không sao hiểu được lý do. Bé chỉ mới có hai tuổi, vì sao lại vướng phải bệnh nặng như thế này? Đáng sợ hơn nữa là bác sĩ bảo rằng muốn trị bệnh này chỉ có nước phẫu thuật, nhưng xác suất thành công rất thấp. Mà nếu không mổ thì bệnh phát tác sẽ làm nguy tới tính mạng. Vì vậy, cặp vợ chồng trẻ này rất khổ tâm, nghĩ hết cách cũng không biết làm sao cho ổn. Bé gái khi bị bệnh hành rất đau đớn cầu sống không được cầu chết cũng không xong khiến cho người thân phiền muộn đầy lòng cũng đắm chìm trong thống khổ vô biên tôi và các bạn cư sĩ rất cảm thông cho bé càng tin sâu đây chính là nghiệp báo trọng tội đang hiển hiện tôi quan sát một hồi thì phát hiện ra nguyên nhân bé gái này tuy chỉ hai tuổi nhưng đời quá khứ nó là một nam nhân đã phạm tội tà dâm rất nặng không những phá hoại gia đình người mà còn cưỡng hiếp giết gái nhà lành rất ác độc gây nên thảm cảnh người mất nhà tan hồn người bị hại chết oan ôm phẫn độ căm thù thề đeo theo báo oán làm cho bé gái ngay hiện đời bị ung bú ác tính thống khổ đến tận cùng tôi nghiêm túc bảo song thân của bé gái hai vị cần phải giúp bé sám hối, tụng 49 bộ kinh địa tạng hồi hướng cho quan gia kia. Tôi chưa nói xong, thì bỗng nghe đuổi một cái, bé gái đã quỳ xuống trước tượng Phật, mắt tuôn ràn rụa lệ hối lỗi, ánh nhìn chứa đầy vẻ vang xin chúng tôi hãy cứu sống đó, dù nó chưa nói rành. Mọi người đều ngạc nhiên, cha mẹ bé bật khóc, tôi xót thương bế đứa bé gầy gò lên, nhìn vào đôi mắt mờ mờ đầy vẻ khẩn cầu của nó và bảo con nhất định phải sám hối trước phật cùng mẹ hễ mẹ đọc một câu thì con cũng đọc thêm một câu và phải phát nguyện vĩnh viễn không làm thương hại đến bất kỳ người hay vật nào và tôi quay sang cha mẹ của bé dặn dò hai vị phải tụng kinh ăn chay phóng sinh thật nhiều cho bé tích góp từng chút thiện sự đem công đức đó hồi hướng cho quan gia trái chủ của bé, cầu họ tha thứ, buông xả quán thù cho. Sau khi về nhà, cả ba người quỳ trước Phật, thành tâm sám hối. Cha bè, làm y theo lời tôi dặn, và chí thành tụng kinh, hồi hướng cho những người từng bị đứa bé làm hại trong quá khứ. Kỳ tích xuất hiện. Hôm sau, cơn đau của bé đã giảm nhiều. Thấy vậy, toàn gia càng tin tấn ăn chay trì giới tùng kinh niệm phật nhờ vậy ung bú của bé bắt đầu teo nhỏ đi láng giềng chung quanh nhìn thấy kỳ tích của bé xuất hiện thì cũng xúm nhau học phật tập tu nguyện cho cả nhà họ sớm ly khổ đắc lạc sống khang kiện hạnh phúc chỉ cần họ chịu ăn chay trì kinh siêng năng sám hối sửa lỗi bé gái này nhất định sẽ khỏi bệnh. Cuối cùng, tôi xin khuyên những vị phóng túng tà dục, lấy đây làm gương, cho nên đắm mê trong sắc dục. Làm vậy là hại mình, hại người. Đời này không những khiến thân thể suy yếu, yếu mệnh, mà đời sau còn mắc đủ ác bệnh, thậm chí còn bị đọa vào địa ngục, sút sinh, thò đủ thống khổ. Thân người khó được, xin hãy biết quý trọng. Nguyên nhân đáng, đáng sợ Tất cả báo chí hôm đó đều đăng hàng tiếc này Bác sĩ trẻ Vương Vĩ Lục tự sát vong thân Khiến người xem khó mà tin được Bác sĩ Trương năm nay 29 tuổi Năm ngoái sau khi tốt nghiệp Chàng phục vụ tại bệnh viện chính phủ Bác sĩ Trương xuất thân từ gia đình giàu có Cha mẹ hiền lành tốt bụng Ba người chị của chàng đều xuất giá là con trai út chàng được cưng chiều vạn bội bác sĩ trương rất tuấn tú khôi ngô là một nam nhân lanh lẹ có chuyên làm rung động rất nhiều trái tim cô gái con đường nhung gấm trải dài ở phía trước nhìn chàng thân thuộc bằng hũ đều ước ao được số đỏ giống như vậy cho nên chẳng ai tin nổi là chàng tự sát vì vậy mà bệnh viện thành lập ngay một đoàn pháp y để điều tra về việc tự sát của chàng. Bắt đầu từ bối cảnh gia đình Trương Vĩ Lục, từ quá trình 6 năm ở trường học, cho đến khi tốt nghiệp vào y viện công tác. Toàn bộ tư liệu ghi chép hơn 500 trang, có thể thấy cấp trên và đồng nghiệp rất quan tâm về việc tự tử của chàng. Trong số sổ sách báo cáo có một đoạn ghi thế này. Một năm gần đây, người ta mới bắt đầu phát hiện ra tính chất đại trường phu hùng dũng oai vệ của trương vĩ lục bỗng dưng đổi thay và cử chỉ hành động giọng nói của chàng xem ra có phần giống con gái ai cũng nghĩ chắc là do từ bé chàng sinh ra trong nhà có ba chị em gái lại công tác kề cận toàn với nữ y tá vừa rồi khi kiểm tra cơ thể chàng bác sĩ nói kích thích tố nữ quá thịnh lấn ác hẳn khùng tính của Nam Trong hồ sơ Bác sĩ Ngô Y Sương Người chủ trị cho chàng Còn ghi Bệnh nhân trương vĩ lục Không thể tiếp thu kích thích tố Nam Để duy trì cân bằng Thậm chí Còn bị hoạn tính vô năng Có nghĩa là Biến giới bất lực Tiếp theo hồ sơ ghi rằng Chàng bị chứng hoạn như thế này đã lâu lắm rồi Qua điều tra thấy bối cảnh nhà chàng rất tốt bản thân chàng thanh khiết có tự ái cao tính tình thuộc loại bảo thủ dù chàng sớm xa rời cha mẹ để làm việc độc lập tuy ở một mình nơi phồn hoa đô hội có đầy dãy cám dỗ khiến cho người ta dễ sa ngã như thành phố bangkok hơn nữa xung quanh môi trường làm việc của chàng toàn là mỹ nhân thế mà chàng vẫn giữ thân như ngọc quả là hiếm có khó được thêm một báo cáo nghiên cứu có giá trị khác nữa ghi rõ trương vĩ lục là người miền nam thái lan từng thi vào đại học y đạt thành tích hạng u tại bangkok suốt sáu năm học đại học y chàng ngủ tại ngôi nhà thuê gần trường hàng ngày khi điểm tâm chàng thích dùng cà phê nước ép trái cây Quan trọng nhất là buổi trưa và tối chàng đều ăn cơm gà. Đây là món cơm gà Hải Nam trứ danh mà người Thái Lan rất ưa. Không có rau xanh, chỉ dùng thịt gà kèm cơm là món ăn nhanh vừa tiện ghi lại rất ngon miệng. Trương Vĩ Lục rất ưa ăn cánh và đầu gà. Và chàng ăn rồng rã sáu năm. Một nghiên cứu có giá trị hơn nữa. Trước đây, nhà nông nuôi gà ít nhất 6-7 tháng mới bán ra tiêu thụ. Nhưng bây giờ, nhờ nuôi gà theo khoa học, chỉ cần 40 ngày, gà vẫn lớn mau và rất nhanh chóng đạt đủ trọng lượng chuẩn. Ngày xưa, gà trống nuôi đến thời kỳ thanh xuân thì không thể phát phì, lớn mập. Người ta vì muốn hưởng dụng nó cho ngon miệng nên đã thiến nó đi, khiến thịt gà vừa béo vừa mập. Với đã phát triển tiến bộ, khoa học ngày nay đã phát minh ra loại thuốc khiến gà và những loại da cầm khác mất đi khả năng sinh sản chẳng hạn như loại thuốc này được bào chế thành viên nhét vào mồng gà hay phần bắp thịt giết cánh ngoài ra thuốc này còn được trộn vào thức ăn cho nên trong lúc chúng ta hưởng dụng thịt gà trống béo phì nào hay nào biết bản thân mình cũng uống luôn thuốc hoạn đó vào bụng Hèn gì mà thời nay đàn ông bị bệnh hoạn tính vô năng, nhiều đến như thế, tất cả đều do ăn thịt gà thiến, heo thiến mà được. Trương Vĩ Lục rất ưa ăn cánh gà, đầu gà. Xong, những bộ phận này chính là điểm tập trung dược vật. Cái hại đầu tiên mà dược phẩm này mang đến là nó ức chế toàn bộ hóc môn nam. Chính thuốc hoạn này đã liên tục ngắm vào cơ thể Trương Vĩ Lục ròng rã suốt sáu năm. Những dược phẩm này âm thầm tích lũy và phát tác, thành một lượng thuốc khủng đến kinh người. Cuối cùng, ngay cả bác sĩ Trương Vĩ Lục cũng không thể trị lành chứng giới tính bị hoạn của mình. Như vậy, thì làm người còn gì thú vị nữa? Đây chính là kết luận nghiên cứu sơ bộ về nguyên nhân việc tự sát của bác sĩ Trương. Cố nhiên là do chàng không biết mà thành vậy nhưng căn cứ theo bối cảnh trương gia ban điều tra còn có được một báo cáo kinh người té ra ông nội trương vĩ lục cả đời làm nghề hoạn heo hoạn gà đây là việc tại quê nhà phụ thân chàng cũng từng theo phụ suốt hai ba năm sau đó do không muốn kế thừa sự nghiệp của ông nội bác sĩ trương cha chàng đã từ bỏ nghề hoạn đó đâu ai biết hành vi thực hiện việc tuyệt chủng này của tổ phụ chàng đã di họa đến đời thứ ba, khiến tử tôn tự sát tuyệt hậu. Vậy thì còn ai dám không tin, đây là nhân quả báo ứng chứ? Nguyên nhân không ngờ, có một nữ cư sĩ hơn 60 tuổi, đến bái kiến hòa thượng, kể là bản thân mình mấy mươi năm nay, luôn cảm thấy khó thở nơi ngực, nhưng đi bệnh viện khám, vẫn không ra bệnh. Bà uống thuốc đông tây y đủ hết, nhưng không hiệu quả, khẳng định là trị không hết. Nghe sư phụ giảng Phật Pháp, bà rất tin. Xin sư phụ quan sát dùm xem, bản thân bà đã tạo nghiệp chi mà bị bệnh này. Hòa thượng Diệu Pháp hỏi. Bà ngày trước ở nông thôn mà. Dạ, con vốn ở dưới quê, sau này mới theo chồng chuyển lên thành phố. Lúc bà còn ở dưới quê trên mái nhà bếp có một tổ chim yến bị bà chọt rớt phải không dạ phải tổ yến làm ở phía trên rất là dơ bẩn vì vậy, vậy con mới dùng cây chọt rớt xuống á sau đó thế nào chim yến về thấy tổ biến mất buồn rầu bay lên bay xuống quanh gian bếp rồi à, lượng vòng vòng trước nhà kêu than rất là lâu sau đó không biết nó đi đâu nữa Hòa thượng diệu pháp khai thị. Tất nhiên, bà có thể dùng biện pháp ổn thỏa, thích hợp hơn để dời tổ yến. Nhưng bà lại hành động thô bạo, khiến chúng mất đi trú xứ, không nhà có thể về. Phật giáo luôn nói, chúng sinh bình đẳng, vì tánh linh và tình cảm loài vật không khác người. Hiện nay chẳng phải xã hội cũng đang đề xướng người và thiên nhiên sống chung hài hòa hay sao? Hành vi làm tim sinh linh đau đớn cũng là một trong các nguyên nhân khiến bà ngạt thở. Tự khư sĩ như bừng tỉnh, gật gù nói phải. Sư phụ lại hỏi. Bà là người rất tiết kiệm, biết quý tiết tài vật. Thấy đi trên đường mà gặp phế phẩm người khác ném bỏ, thì lượng đem về, tích trữ, dồn cất cho nhiều, rồi đem bán ve chai lấy tiền có việc đầy chăng nữ cư sĩ hỏi ngược lại con không có hề trộm đoạt của ai chỉ lượm chút phế phẩm bán để kiếm thêm ít tiền vậy mà cũng có tội hay sao ta không nói có tội chiếu theo gia cảnh nhà bà đời sống rất sung túc lẽ ra bà nên nhường những phế phẩm đó cho người bần cùng khốn khổ hơn lượng. Vì gia cảnh bà đã rất khấm khá, mà còn đi làm vậy, đó là tâm tham. Người học Phật nên từ bi hỷ xả, phải nhớ điều này. Ta không hề kết tội, mà chỉ khuyên bà hãy nhường cho kẻ nghèo. Bà có hiểu ý ta nói chăng? Nữ cư sĩ có vẻ xấu hổ đáp. Sư phụ nói rất là đúng, con chỉ nghĩ đơn giản rằng, giật người khác ném bỏ thì mình nhặt bán lấy tiền, không lượm là uống phí. Con chẳng có nghĩ sâu xa như ngài. Từ nay, con quyết không lượm nữa. Hòa thượng mỉm cười. cười. Lỗi bà Phạm tuy nhỏ, nhưng làm chướng ngài sự tu hành thanh tịnh. Vì vậy mà hô hấp chẳng thông. Hiện giờ mà cảm thấy tốt hơn chưa nữ cư sĩ hiểu ra có vẻ ngạc nhiên và vui mừng nói ôi chào con thật sự đã khỏe nhiều rồi toàn thân thoải mái uhm, hít thở dễ dàng lắm tâm sự, tâm sự quý vô dưng tan nát lại đoàn viên tôi tên là mã kim lộ vợ của lữ sơn kiệt tôi đã quy y phật giáo cũng là đệ tử hòa thượng diệu pháp mọi người gọi tôi là má cư sĩ, <laughs> tôi vui lắm. Con trai của tôi 14 tuổi, tuy nó chưa có quy y phật nhưng cũng thay đổi rất là tốt. Còn gì tôi chép kinh địa tạng nữa đó. Gia đình tôi hiện tại tôi chẳng có giàu có nhưng chẳng vất giả lo ăn lo mặc. Điều khiến mà tôi mừng nhất là từ lúc lữ sơn kiệt bước vào đường học phật, anh đột nhiên biến thành một người khác, thay đổi hẳn luôn à nha. Mới đầu à nghe anh nói à, sẽ theo đạo Phật tập tu, ngay cả tôi cũng không dám tin, còn cho rằng, chắc anh đã bị bệnh chi đó, tôi không dám nói là bệnh thần kinh, dù có nghi như vậy. Ngày nọ, thấy anh ôm tượng Phật bước vào nhà, thượng lên bàn, thờ phụng tại phòng khách, từ đó hàng ngày thắp hương lễ bái tụng kinh. Tôi làm gan hỏi. Nè! Người như anh mà cũng biết thắp hương lễ Phật hả? Liệu Phật có chứng, có chút phúc cho không vậy? Anh ôn tồn đáp. Y như con trai mình có tính bướng lì, hay gây chuyện, không chăm học, nổi danh là học sinh dở, học sinh tồi, thì vị thầy giải nó, không phải là ngày nào cũng mong nó thay đổi ngoan ngoãn, trở thành học sinh tốt hay sao. Lữ Sơn Kiệt tôi, từ đây trở về sau, muốn là một người thiệt là tốt, thì sao không thể học theo Phật được? Mà nè, hồi xưa tôi thường gây gỗ chửi bà, có lúc còn đánh bà, đều là tôi có lỗi, tôi sai hết. Từ nay, tôi thề bỏ uống rượu, bỏ hút thuốc, dứt tuyệt ăn mặn. Tôi nguyện là một người xứng đáng làm đệ tử ngoan của Phật. Nếu mà bà còn giận á, thì cứ đánh tôi cho hạ giận đi, cho cho nhẹ lòng đi, hen. Ôi trời ơi, ôi mẹ ơi, hôm nay mặt trời mọc ở hướng rồi sao lữ sương kiệt đã nói lời của con người rồi nè những lời anh nói khiến tôi mở to mắt khiến tôi nhìn sững anh càng nói tôi nó càng tuôn lệ đầm đìa chẳng biết duyên số du rủi như thế nào mà hồi tuổi trẻ xinh đẹp tôi lại chọn anh thuở đó tin anh ngang tàn ưa đập lộn ưa gây chuyện nên nổi danh khắp hương thôn hồi đó tôi còn ngưỡng mộ cho anh là có khí phách hảo hướng nữa chứ. Tôi nghĩ, nếu lấy anh rồi, thì tương lai sẽ không ai dám bắt nạt tôi. Mà đúng thiệt, quả thật là chẳng ai dám ăn hiếp. Không riêng gì bạn bè thân quyến, mà kể cả chồm sớm láng giềng cũng đều lánh xa tôi. Sau này mới biết, anh là trùm du đảng. Như vậy, tôi diễn viên thành quý phu nhân của ông Trùm vậy thì đố ai dám động tới hàng ngày sau khi tan sở chồng tôi thường không về nhà anh cứ la cà ở ngoài tụ họp cùng đám bạn bè đồng chí nhậu nhẹt hãy uống nhiều thì gây lộn vậy tưng lên không chỉ thế ở nhà ăn cơm anh cũng nhậu chưa xong tiệc rượu thì đã say khước nổi điên đập đông đánh tay bóng con loạn xỉ à có lần á vì chút chuyện giặt anh mắng tôi tôi đâu có nhịn được, tôi liền trả treo lại mấy câu. Thế là anh giang tay đánh. Bọp vào mặt tôi, cú tát đập mạnh vào tay trái, lúc đó mắt tôi nổ đông đớn, tôi té xuống, ngất xỉu. À, khi tôi tỉnh lại, thì tay trái hết còn nghe ngóng được gì. Tôi đến bệnh viện khám, bác sĩ nói, tay tôi bị lũng màng nhĩ. Hồi đó, mái ấm của chúng tôi rất hiếm khi không có chuyện. Việc đánh mắng gây gỗ từ xuyên xảy ra. Tục ngữ nói, gần mực thì đen, rước đúng. Do hôn dân không hạnh phúc, vợ chồng luôn bất hòa. Cuộc sống bị dấn chìm trong khổ não, phẫn độ, khiến tôi dần dần lây tật xấu của anh. Tôi cũng thành nữ anh hùng để nổi nóng, cáo bực. Tôi cũng nhậu, bí tỉ, hút thuốc mịt mù, lúc đó tôi nghĩ à, anh chẳng để tôi sống an qua ngày thì tôi dựa vào đâu mà tiết kiệm cho anh chứ hãy lãnh lương xong thì tôi ăn to uống lớn đi gầy xong nhậu mượn men rượu giải sầu phiêu du trong khói thuốc nói khiêm nhường thì một ngày tôi có thể ngốc cả bình rượu hút hai gói thuốc việc tiền vui qua chất kích thích của men bia khói thuốc đã đem đến cho tôi nhiều bệnh hoạn đồng lương ít ỏi lại phải đổ hết vào bệnh viện. Thường là mới nửa tháng, túi tôi đã rỗng. Thế là tôi cứ sống xiên xẹo cho hoa ngày. Hai chúng tôi, hãy ngồi vào bàn dậu, một khi gây chuyện, khi rồi vào thức ăn. Bay cùng nhà, con cái khóc rùm, vợ chồng cứ cãi ầm um lên. Chúng tôi có nói chi, làm gì, láng giềng cũng chẳng ai thèm khuyên ngăn. Bạn xem, duyên nợ của chúng tôi là vậy đó. Thế mà cũng gọi là mái ấm, là gia đình. Nhờ hai vợ chồng cư sĩ Lý yes, Linh dùng Phật Pháp Cứu giớ cái gia đình đổ nát của chúng tôi Nên tôi được biết đến Đạo Pháp Và bước vào con đường học Phật Nói gót sao Lữ Sơn Kỳ Tôi quy y hòa thượng Diệu Pháp rồi liền thể dứt bỏ hết tất cả các thói quen xấu Hiện nay Không những gia đình chúng tôi thay mới đổi tốt Mà tà khí trên mặt của Lữ Sơn Kỳ cũng biến mất tâm luôn Không có còn tung tích nữa mặt anh á hả không còn u ám mà rất sáng còn bản thân tôi lúc trước á thì bệnh hoạn đầy thân bây giờ không chữa trị mà được lành sự khang kiện ngày xưa khó bề tìm thấy nay đã xuất hiện khi soi gương hả tôi thấy dung nhan tiều trụy héo xào của mình đã biến đổi hồng hào tươi tắn đến ưa nhìn luôn á hôm nay á sản dịp cơ sĩ quả khanh giết báo ứng hiện đời tạc ba chúng tôi chủ động yêu cầu xin cho viết kể chuyện xa đọa của chúng tôi ra dù sao vợ chồng chúng tôi sớm đã là danh dân từng xấu đến chẳng thể xấu hơn được nữa cho nên chẳng sợ mất mặt mất danh chẳng sợ bị khi dễ trong mắt ai nữa điều tôi muốn nói là chúng tôi từng là những kẻ tồi tệ đến như vậy gia đình rết nát đến như thế mà vẫn còn có thể thay đổi và biết phật pháp nên tu sửa tâm tính đổi mới cuộc đời mà hiện tại được hưởng hạnh phúc. Vậy thì các bạn, những người có dân cách hơn hẳn chúng tôi, hoặc tệ cỡ chúng tôi đi nữa, thì tại sao lại không thể sống hạnh phúc? Vì sao các bạn không mau chóng chọn cho mình một con đường ly khổ đắc lạc? Đệ tử Mã Kim Độ Kính Ghi và Chí Thành Đảnh Lễ Tam Bảo 14 tháng 11 năm 2002 Vợ chồng họ sử Đây là kinh nghiệm lợi ích mà sử cư sĩ trải qua sau khi học Phật. Hy vọng mọi người nhờ đây mà tăng thêm tín tâm học Phật. Ông đã kể cho chúng tôi nghe rằng, đầu mùa đông năm 1998, vợ của ông bất ngờ mang thai ngoài ý muốn. Lúc đó, ông đang bề bộn công việc khảo cứu, còn vợ của ông thì công việc vừa mới khai trương cho nên vợ chồng ông đã quyết định một điều không nên là vợ ông đi bệnh viện nạo thai. Nào ngờ, hành vi khinh suốt này đã thay đổi nửa đời sau của vợ chồng họ. Vợ của ông bị chứng bệnh hiểm dày vò nhiều năm, khiến cho họ cũng giờ đây mà thức tỉnh cùng bước vào con đường học Phật. Năm 2003, vợ của ông phát hiện bộ phận cận trực tràng của cô, đau không chịu nổi. Bác sĩ chuẩn đoán là bị viêm mũ các tuyến quanh hậu môn. Bảo cô ta phải nhập viện mổ, nhưng mổ xong vẫn đau như cũ. Sau đó, được bác sĩ chuyên môn ở y viện phù sản tỉnh, chuẩn đoán là chứng bệnh di vị nội mạc tử cung. Tìm đọc các tư liệu liên quan, họ mới biết được bệnh này vô cùng nghiêm trọng bệnh làm viêm thành đường ruột gây hẹp và tắc nghẽn đường ruột tạo ra táo bón táo bón chỉ ra liên tục thường xuyên cũng ảnh hưởng đến chu kỳ trong thời kỳ kinh nguyệt có thể bị táo bón nặng ngoài ra bệnh nhân thường xuyên xuất hiện nhiều cảm giác khó chịu như muốn đi ngoài đau khi bài tiết thậm chí đi ngoài ra máu bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng khác như tắc nghẽn đường ruột hoặc giãn cách gây táo bón trướng bụng đau bụng buồn nôn khó chịu đây là căn bệnh nan y của thế kỷ này triệu chứng chính là không thể mang thai và rất đau đớn bệnh rất khó chữa việc trị xong vẫn có thể tái phát bất cứ lúc nào được xếp vào loại ung bú bất tử chứng này hành bệnh nhân thống khổ bất tận mỗi tháng vợ của ông đều bị hành đau chí tử cơn đau cứ đúng hẹn là đến theo chu kỳ đầy đọa cô ta suốt bốn ngày đến năm ngày gây ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe công tác và đời sống ông cũng bị khổ lây theo vì mỗi lúc nhìn vợ ông nằm dài trên giường mặt trắng bệch sức lực hầu như cạn kiệt vì cơn đau thống khổ này trong chớp mắt cũng với bủa toàn thân ông khiến cho tim ông khó thở như bị đá đè cực kỳ nặng nề khó chịu bác sĩ đề nghị vợ ông nên trị liệu theo phương pháp thụ thai vì việc mang thai và cho bú có thể giúp cho bệnh thuyên giảm nhưng đối với người bị chứng dị vị nội mạc tử cung thì chuyện mang thai bình thường bỗng trở nên quá gian nan nỗ lực hơn một năm, vẫn không có kết quả. Họ đối với việc này hầu như không còn hy vọng gì cả. Tháng 3, năm 2005, vợ của ông bị u nang buồn trứng bên trái, nên phải nhập viện mổ. Cắt bỏ vùng buồn trứng ung mũ. Đối với chứng bệnh viêm mũ các tuyến quanh hậu môn, do quanh đó liên quan đến nhiều dây thần kinh huyết quản, nên nếu mổ thì nguy hiểm rất lớn. Vì vậy, bác sĩ không dám động đến. Sau khi cắt buồn trứng xong, bác sĩ lại đề nghị bằng cách mang thai. Nói rằng, thời kỳ hoài thai then chốt là tháng 7-8. Nếu qua được hai tháng này, thì không lo nữa. Có thể gió yên sóng lặng. Tháng 8, họ đã đi phủ Đà Sơn, lễ tượng Quan Thế Âm, tại phủ Tế Tự để cầu con kể ra thật màu nhiệm. Ngay từ lúc rời khỏi phủ Đà Sơn về nhà hơn một tháng, thì vợ ông đã có tin vui. Chúng tôi mừng đến rơi nước mắt. Tiếp đến một năm sau, nhờ mang thai và cho con bú, vợ ông mới được hưởng những ngày tháng bình an của cuộc sống không đau đớn. Nhưng cảnh vui thường không kéo dài. Khi con gái của ông vừa cai bú xong, thì tháng kế đó vợ ông đã kinh hoàng khi phát hiện cơn đau bấy lâu nay nằm im, bây giờ đột ngột ập tới. Lúc này, họ hầu như lâm vào đường cùng, bó tay hết cách, khổ đến khóc không còn lệ. Nhưng, cũng ngay trong lúc này, vận mai thần kỳ đã mỉm cười và mở ra con đường mới cho họ. Họ đã bắt đầu bước vào con đường, quay về cố hương dưới sự hướng dẫn của chư Phật. Bồ Tát. Một đêm thu, năm 2005. Bồ Tát Quan Thế Âm, thần uy diệu lực một lần nữa, lại ban ân cho họ. Hôm đó, Thiều Hương Lô Phong thiền tự khai quang tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, đúng vào một giờ khuya. Ông vì muốn hoàng nguyện, Ngài đã ban cho đứa con, nên cũng lên núi này tham dự. Khuya hôm đó, đúng giờ đã định phật nhạc bắt đầu tấu vang từ bồ tát tỏa hồng quang bùa khắp ông đã nghe mọi người xúc động nói trời ơi ánh sáng trời gì trời mà trời sáng quá vậy à tôi biết rồi hồng quang của bồ tát hào quang của bồ tát đó lúc này đám đông ngoài điện nhốn nháo xôn xao ngẩng đầu lên nhìn ông cũng ngẩng đầu lên thấy giữa không trung tuy là ban đêm nhưng có luồng hào quang sáng chói ánh phật quang dị rõ to dần mỗi giây nhấp nháy một lần tuy sáng rực rỡ nhưng không hề gây lóa mắt hào quang trên không phát xuất từ hướng tây nam di chuyển dần đến trên đỉnh điện thờ quan thế âm sau này ông hồi tưởng lại phật quang đại khái đã chiếu và nhấp nháy hơn hai mươi lần khi đó, ông khoa kích động, kinh ngạc, đến đổi đầu óc hóa thành hư vô, trống rỗng. Hiện trường khi ấy, có sáu bảy trăm người, cũng đều xúc động, ngẩn ngơ. Ông có thể khẳng định, là đêm đó, trời cực kỳ trong và quang đảng, không một phiến mây đen hay điện chớp. Hào quang này không phải là đèn điện hay ánh sáng do con người tạo ra, bởi vì diện tích và mức độ chói sáng gấp trăm lần ánh điện nhân tạo hơn nữa ánh sáng lại xuất phát từ tiết trên không và những người chứng kiến lại nhìn thấy đủ các hình ảnh không đồng nhau người thì thấy hoa sen kẻ thấy hồng quang thôi thì đủ kiểu từ đêm đó ông đã bắt đầu tin rằng phật bồ tát không phải là truyền thuyết hư vô hoang đường mà thực sự có tồn tại có thể nhìn thấy rõ ràng. Năm 2006, ông dần dần tiếp xúc với Phật Pháp. Quyển sách đầu tiên gây ảnh hưởng cực lớn cho ông là cuốn Báo ứng hiện đời của cư sĩ Quả Khanh đã giúp cho ông hiểu rõ nhân quả đáng sợ rằng báo ứng không sai bảy may. Ông biết chứng bệnh khủng khiếp hành giờ ông là do nhân quả nhưng vì mới nhập Phật môn nên ông chưa hiểu được nguyên nhân chính xác và cách giải quyết việc này ra sao. Hơn 20 giờ ngày 18 tháng 11 năm 2006, ông vừa nghe xong thời pháp tại Huyền Trang tự ở Nam Kinh, đang ngồi xe vượt 400 km để quay về nhà. Lúc đó, ông mới vừa nghe pháp xong nên nhiệt huyết dâng cao như thủy triều cứ thầm hỏi liệu mình có thể dứt khoát từ bỏ đồ ăn mặn để ăn trường trai hay không nhưng vừa nghĩ đến đây thì ông bỗng e dè khi nhớ tới bao thứ mặn ngon lành suốt mấy mươi năm qua mình từng thưởng thức nào là bò gà tôm cá đủ thứ hấp dẫn vì phải từ bỏ những món ăn khoái khẩu kia khiến cho ông đâm ra lưỡng lự, tự nghĩ. Mình có nên ăn mặn thêm mấy năm nữa chăng? Đột nhiên, di động của ông reo vang, dòng vợ của ông cuốn quýt báo tin. Con gái của ông bị cảm, không thể uống sữa hay ngủ ghê gì. Nó cứ khóc thét từ sáng tới giờ, tính ra đã mười mấy tiếng rồi. Người lớn trong nhà và con bé, ai cũng đuối đừ kiệt sức. Ông giờ điện thoại xong, lòng nóng như lửa đốt, ước gì mình có cánh để bay liền về nhà. Ngay lúc ông đang lo lắng, rối ren, bỗng ông sực nghĩ, chẳng phải trong Phật môn có câu, hữu cầu tức ứng hay sao? Thế là ông chắp tay, chí thành khấn nguyện. Xin chư Phật Bồ Tát gia trì cho con gái con bú sữa và ngủ được. Con nguyện từ nay trở đi, sẽ ăn trường trai. Chưa đầy 10 phút, thì vợ ông đã gọi điện báo tin. Anh đừng lo nữa, con đã bú sữa được và ngủ rồi. Lập tức, ông bị kích động, đến lệ tuôn trầm đìa, bởi ông cảm thấy việc này quá thần kỳ, Phật Bồ Tát quá từ bi. Các ngài biết rõ những ý nghĩ không hay trong đầu của ông nên đã dùng cơ duyên này để thúc đẩy ông mau chóng bỏ mặn ăn chay dứt ác theo thiện bước vào con đường học phật chân chánh từ hôm đó trở đi ông đã biến thành người theo chủ nghĩa ăn chay nghiêm nhặt tháng tư năm 2007 ông theo cư sĩ quả khanh đến thiểm tây lòng đầy thắc mắc về căn bệnh của vợ mình nên tha thiết hướng về cư sĩ quả khanh cầu chỉ giáo, cư sĩ quả khanh hơi định thần một chút, rồi hỏi ông: có phải bà nhà đã từng phá thai không? khi ông xác nhận, thì cư sĩ quả khanh đã nói rằng đây chính là nguyên nhân. cư sĩ quả khanh đã ôn tồn dặn ông nên ăn chay, tụng kinh siêu độ cho thai nhi. tháng năm, thông qua cư sĩ quả khanh ông được gặp cư sĩ Quả hồng. Đối với bệnh trạng vợ ông, cô khẳng định. Chắc chắn là do hai người phá thai mà chiêu cảm quả khổ như vậy. Cô bảo ông khuyên vợ ăn chay, chân thành sám hối tội lỗi đã tạo và nên tụng Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni Kinh. Đồng thời, cô không chút khách khí, thẳng thắn chỉ ra vô cùng chuẩn xác những lỗi sát đạo, dâm, vọng mà ông đã phạm, khiến cho nội tâm của ông bị chấn động kịch liệt, lẫn hối hận đang xen, xấu hổ vô cùng. Cô đã cho ông thấy kiến thức Phật Pháp thần kỳ, càng thêm kiên định niềm tin, nếu hành đúng theo Phật Pháp, thì họ có thể chữa lành căn bệnh nan y. Tháng 5, năm 2007 dưới sự khuyên lơn ôn tồn lẫn đanh thép có một chút quy lực của ông. Vợ ông đã miễn cưỡng, thực hiện việc bỏ mặn, ăn chay. Nàng vốn là một tay sành ẩm thực, khoái mỹ vị cao lương. Nhưng giờ đây, đối diện với căn bệnh khổ khó khăn, nàng đành phải nhường bộ một bước. Nhưng, rất không cam tâm tình nguyện, lòng còn bán tính bán nghi. Quả tình, Đối với một kẻ vô thần chưa từng tiếp xúc qua Phật Pháp như nàng, thì việc bắt nàng tùng kinh còn khó hơn ăn chay rất nhiều. Vì vậy, mặc dù ông đã yêu cầu đủ cách, nàng vẫn nhất quyết không chịu tùng kinh niệm Phật. Tháng 7, ông cương quyết từ bỏ công tác sự nghiệp tại Bắc Kinh, quay về bên cạnh vợ ông, xem như việc tùng kinh sẽ do ông đảm nhiệm và hoàn thành. Ông hiểu mình có hai trọng trách. Một, ông phải tu theo Phật pháp, không hẳn là vì bệnh của vợ, mà vì muốn cứu đứa con đáng thương từng bị phá bỏ. Hai, việc làm này xem như là thể hiện nỗi niềm ăn năn chuộc lỗi, muốn bù đắp cho con, hy vọng sẽ an ủi vong thai và được cháu tha thứ, giúp cháu ly khổ đắc lạc, vãng sinh cõi lành. 18 tám tháng 8 tám ông bắt đầu tụng phật thuyết trường thọ diệt tội hồ chư đồng tử đà la ni kinh và kinh kim cang mỗi ngày một hai bộ đương nhiên trước và sau khi tụng kinh ông luôn chân thành nói với đứa bé giải thích rằng việc phá thai ngày ấy khiến cho họ rất đau lòng giờ thì ông xin sám hối tội ngu si tàn độc của mình và an ủi vỗ về tâm tư oán hận tuyệt vọng của hài di có lúc ông đã buồn nghẹn ngào đến khóc không thành tiếng sự việc kỳ diệu phát sinh đến cuối tháng vào những ngày chu kỳ vợ ông không còn bị hành đau thống thiết nữa lúc đó họ cũng cho là có thể nhờ tác dụng của chăm cứu thuốc men ngày 10 tháng 9, vợ ông không chăm cứu hay dùng thuốc chi nữa ông tiếp tục tụng kinh chuyên cần vợ ông một lần nữa được bình an vô sự. Nhưng họ vẫn còn cho rằng, có lẽ nhờ di chứng phẫu thuật một bên buồn trứng năm 2005, kích thích tố nữ hạ nên thành như vậy. Đến tháng 11, khi vợ ông đến bệnh viện kiểm tra kích thích tố nữ, kết quả tất cả đều bình thường. Họ vẫn chưa yên tâm, đang đi hỏi cư sĩ quả hồng. Cô xác nhận đứa bé thật sự đã đi rồi. Hơn nữa còn ra đi với tâm tư rất vui vẻ. Bây giờ họ mới tin phục. Trong khoảng thời gian này xảy ra một việc thú vị. Tính đến đầu xuân năm 2008. Vợ ông lành bệnh được 6 tháng, nên hầu như nàng cũng quên bé đi cảm giác đau từng hành hạ mình. Nhất là khi đối diện với những mâm cổ đại tiệc mừng năm mới, nhìn từng bàn từng bàn ê hề thịt cá Chương đầy mỹ vị cao lương, càng kích thích bản tính khoái ăn ngon của nàng. Nàng chép miệng thèm thuồng và mấy lần than thở với ông một cách ai oán. Anh à, ăn chay cả đời như thế này em chịu không có nổi đâu. Đến tháng tư này, á xem như ăn chay đã mãn năm, lúc đó em sẽ ăn mặn lại. Nàng vừa tuyên bố xong, thì ngay tháng giêng đó, cơn bệnh kinh khủng, đáng sợ, bỗng xuất hiện, dường như nó đang ngấm ngầm bộc phát, khiến cho vợ ông bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi. Thời may, hôm đó, họ đã cùng với cư sĩ Quả Hồng đi Thượng Hải, Nam Kinh, Hàng Châu và cùng một số cư sĩ đến phóng sinh ở Tây Hồ. Những liên quan đến chuyến phóng sinh này để được đài truyền hình Triết Giang trình chiếu và báo Tiền Giang đăng tin vào ngày 25 tháng 12 lúc ăn trưa nơi tìm chay ông hỏi quá hồng cùng ngồi chung bàn vợ tôi lại đau nữa có phải là do đứa bé quay về không không phải là tại vợ anh nói lời lật lọng bội tính phản nguyện vợ ông ngồi bên xanh mặt nàng hoảng sợ tới nỗi chẳng còn dám hó hé đá động gì tới chuyện ăn mặn lại được nhìn thang kế đó nhờ vợ ông biết kiềm chế được trước vực thẳm dừng kịp trước hiểm nguy nên cơn bệnh dữ không còn tái hiện hoành hành kể từ đó vợ ông cũng chưa hẳn chẳng dám nói hay tơ tưởng gì đến chuyện an mặn và nàng được bình an mãi cho đến ngày nay bây giờ họ lại được một phen luật nhân quả dạy cho một bài học đã biết sợ và tin trên đầu ba thước có thần linh đã hiểu rằng từng cử chỉ lời nói, mỗi khởi tâm động điểm của họ, thấy điều nằm trong tầm nhìn của thần minh. Đều bị luật nhân quả chi phối, vận hành. Đến nay đã gần hai năm, vợ ông đã hết bị cơn bệnh khủng hành. Chứng táo bón và các bệnh lớn nhỏ gì cũng đều tiêu tan. Các bàn hữu bác sĩ của ông vẫn nói rằng, thông thường bệnh này phát mỗi lúc càng nặng. Vợ của anh không do phẫu thuật không giờ uống thuốc mà được lành thì phải nói đây là đại kỳ tích ông và vợ ông xin cảm tạ Phật pháp cảm tạ các thiền tri thức đã kiên dẫn chỉ dẫn giúp họ phá mê bỏ xấu cảm tạ đứa con đã thông cảm tha thứ chịu xã oán hờn ra đi càng cảm tạ cháu đã dùng phương thức này để cứu độ hai đấng sinh thành ngu si khiến họ biết mà dừng trước vực thẳm, lội ngược dòng, lìa xa chốn mê. Giải thích thêm, kỳ tích sống lại từ chúa chết phát sinh và bắt nguồn từ tâm tỉnh giác tu sửa. Người không muốn chết thì trước phải biết chết ngay khi còn đang sống, có nghĩa là chết hết mọi tật xấu, phải chết trụi lũi những tính tham, sân, si, mạng, nghi, tà kiến những gì trái đạo không đúng pháp. Ngoài ra, còn phải biết thành tâm sám hối, sửa lỗi, bồi đức, y theo giới đình huệ, đúng pháp mà tu hành, thì sẽ thay đổi cuộc đời. Hiểu rõ Phật Pháp rồi, thì dù kỳ tích có xảy ra, cũng là chuyện rất bình thường. Nguyên nhân bất hạnh Một ngày mùa thu năm 2001, một vị cư sĩ dẫn theo một cô con gái khoảng chừng 30 tuổi. Trông rất tiều tụy, cô quỳ trước hòa thượng diệu pháp khóc sướt mướt, không ngừng kể lễ về những bất hạnh của mình. Quên hẳn hiện trường đang có mấy mươi khách. Sư phụ, con khổ quá nên mới nhờ hết cư sĩ dẫn đến đây cầu ngài chỉ dùm cho con con đường sống. Từ nhỏ con là một đứa bé ưa cô độc, không thích đám đông, thường chơi một mình, đi dạo một mình. Có thể nói con là một con bé sống rất có quy củ, trách nhiệm. Nhưng năm 19 tuổi, con bị kẻ xấu cưỡng hiếp. Lúc ấy, con đau khổ muốn tự giận, nên đã nghỉ học một năm. Hai năm sau, con lại bị cưỡng hiếp nữa. Tuy kẻ ác cuối cùng cũng bị pháp luật trừng trị, nhưng tinh thần con hầu như suy sụp, chẳng còn học nổi. Năm 25 tuổi, cha mẹ cho con giao thiệp bạn bè, nhờ người giới thiệu cùng hết. Nhưng người bạn trai thứ nhất con quen gần một năm, lại lừa gạt tình cảm con rồi bỏ đi. Năm sau con quen chàng khác, kết quả anh này cũng hành xử giống như người bạn trai trước con hầu như không còn niềm tin để sống nữa. Khổ đến lúc nào cũng nước mắt đầm địa. Xin sư phụ giải cho con hiểu, số con vì sao quá bất hạnh. Có cách nào chuyển đổi hay không? Sư phụ mời cô ngồi. Ngài trầm ngâm một hồi, rồi hỏi. Hôm nay, vì sao con không trang điểm? Nghe vậy, cô có chút ngơ ngác sau đó tỏ vẻ ấy nấy thưa dạ bà hách dặn con tới gặp ngài thì không nên trang điểm sư phụ nghiêm túc nói không phải ta hỏi vậy là trách con không trang điểm mà muốn cảnh báo với con rằng đời này sợ dĩ con gặp nhiều bất hạnh như thế đầu tiên là do con quá chú trọng đến trang điểm bởi con luôn trau chia nhan sắc cho xinh đẹp y phục lúc nào cũng phải đúng mốt còn ưa mặt khêu gợi hở hang cho dù tính con ưa cô độc lập dị nhưng thích được mọi người ngưỡng mộ nhìn ngắm mình sức ưa quyến rũ nhãn qua người khác phái ta nói có đúng không cô gật đầu sư phụ nói tiếp Dục vọng nam nữ ai cũng có, nên ta không trách. Nhưng mà bản chất phái nữ vốn yếu đuối. Vì vậy, con phải cẩn trọng tự bảo hộ mình. Người Trung Quốc có câu: Trâu dung gợi dâm, khoe của mời cướp. Hàm ý thế này: Có của phải khéo giấu, chớ nên khoe. Đừng ham phô trương chứng tỏ mình giàu làm vậy là tự biến mình thành mục tiêu cho kẻ cướp ra tay nếu có chú tâm trau tria làm đẹp trang điểm mình cho lộng lẫy hoặc ăn mặc hở hang khiêu gợi quá mức khiến người khác phái vừa nhìn là phát khởi niềm dâm dục vọng hừng thịnh thế thì họ sẽ không thể tự khống chế tất nhiên khởi ý xâm hại con cho nên nếu đã nhận mình là cô gái tức là sống có quy củ trách nhiệm thì đúng ra con nên biết cách khéo tự bảo vệ mình không nên ăn mặc hở hang kích khởi dâm tâm ái niệm nơi người khác phái còn về phu thê tất cả đều có duyên số và tùy thuộc nguyên nhân nghiệp lực đời trước nữa kiếp trước ai thiếu ai ai nợ ai nhất định đời này sẽ tìm đến tức là gặp nhau đòi nợ con không thấy có những chàng trai anh tuấn cưới vợ dung nhan rất kém hoặc có những bị nữ lấy chồng thiệt xấu hay sao cho nên tất cả nam nữ thiện lương trên đời tuyệt không nên học đòi chân diện ăn mặc hở hang theo kiểu các ngôi sao điện ảnh bởi vì trau chuốt hở hang sẽ gợi dâm khoe của là mời cướp nếu con muốn trong tương lai của mình có được gia đình hạnh phúc thì phải luôn giữ tâm ý đoan chính trong sạch và thường niệm quan thế âm bồ tát được vậy thì dù định mệnh an bài sẵn phu thê ác duyên cũng có thể chuyển thành phu thê thiện duyên con nghe và hiểu rõ lời ta nói chứ dạ con hiểu rõ ạ được rồi cứ y theo đó mà làm chưa đầy một năm sẽ gặp lan quân như ý còn vận mệnh trước đây con bất hạnh thế nào việc này còn tùy thuộc vào nhân gieo tiền kiếp của con nữa bởi vậy mới có câu muốn biết nhân đời trước xem quả thọ đời này nhưng kể từ nay về sau Cô phải giữ gìn ngũ giới, hành thập thiện, xem kinh sách cho nhiều, rồi từ từ sẽ minh bạch. Cô nọ vui vẻ vâng lời hòa thượng dạy.